Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Hóng chuyện Showbiz. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua vài tin tức của làng giải trí trong thời gian gần đây nhé. Được mệnh danh là Tiểu Song Hye Kyo, nữ diễn viên Han Soo-hee đã gây sốt với khán giả qua vẻ đẹp mong manh cùng với vóc dáng quyến rũ. Đảm nhận vai cô nhân tình quyến rũ trong phim Thế giới hôn nhân, Han Soo-hee diễn khá đạt vai người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái sang chảnh, có nét tương đồng với nữ diễn viên Song Hye Kyo, vì thế Han Soo-hee thu hút được công chúng từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên trong bộ ảnh vừa mới thực hiện, cô lại cho thấy một hình ảnh thuần khiết tự nhiên, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng với nụ cười mỉm là những yếu tố đặc trưng của cô nàng Han Soo-hee. Cô diện trang phục giản dị màu trắng nhưng không kém phần sang trọng và tinh tế. Được biết trước khi theo đuổi nghiệp diễn xuất, Han Soo-hee từng có thời gian làm người mẫu và là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng thời trang. Vừa qua, bộ phim Trao đổi vận may do Youku sản xuất vừa tung trailer. Ngôn Thừa Húc vai Lục Tinh Thành, Thẩm Nguyệt vai Đồng Tiểu Du. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về cặp đôi Thẩm Nguyệt và Ngôn Thừa Húc, nhưng qua đoạn trailer thì đã một phần nào thuyết phục được người hâm mộ. Thẩm Nguyệt, nữ diễn viên sở hữu chiều cao khá khiêm tốn của màn ảnh nhỏ, được fan đặt cho biệt danh là Nấm Lùn Dễ Thương. Sinh năm 1997, cô tốt nghiệp trường tin tức và truyền thông nhưng lại bén duyên với nghệ thuật diễn xuất. Vai diễn Trần Tiểu Hy trong phim Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp đã giúp Thẩm Nguyệt vươn lên hàng tiểu hoa đáng trẻ triển vọng của giới showbiz. Bên cạnh khả năng diễn xuất thì cô nàng còn sở hữu giọng hát ngọt ngào, ấm áp và thêm vào đó thì cô nàng rất yêu thích nhiếp ảnh. Thẩm Nguyệt, cô gái nhỏ nhắn nhưng kiên cường, chăm chỉ và mạnh mẽ. Dù bị chê ngoại hình không đẹp và chiều cao khiêm tốn, nhưng cô vẫn kiên trì tập luyện, giảm cân để có vóc dáng thon gọn hơn và luôn tìm tòi học hỏi, thường xuyên tham gia vào các khóa đào tạo về diễn xuất để trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân. Và bây giờ hãy cùng với Thùy Linh trở lại phim trường để gặp gỡ MC Phương Hiếu và khách mời kỳ này của Hóng Chuyện Showbiz. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Phương Hiếu rất vui được đồng hành cùng tất cả quý vị trong chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Và gương mặt mà chúng ta sẽ được trò chuyện đến thời điểm hiện tại khi mà chúng tôi ghi hình thì kênh YouTube riêng của anh chàng này đã sở hữu lên đến hơn 1.600.000 lượt subscribe và gần 700 video clip đã được upload trên kênh YouTube riêng của mình. Với phong cách review hài hước về những món ăn, đặc biệt là cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam, thì liệu ngày hôm nay khách mời của chúng ta sẽ mang đến câu chuyện gì? Xin được chào đón Pusi. À, chào tất cả mọi người, mọi lâu si, hello, hello anh. Anh chia sẻ những thông tin đó có đúng về Pusi không nhỉ? Chính xác anh, không có gì sai. Thật ra mà nói thì nói về Pusi á, thì không có xa lạ, thậm chí là Pusi đang chiếm được rất nhiều cảm tình, yeah. Nhiều đối tượng người xem kênh của mình, chẳng những là học sinh sinh viên mà còn có cả các anh chị em nhân viên văn phòng, yeah. Và cả các cô chú lớn tuổi cũng thích nữa, yeah. Nhưng mà có lẽ ít người biết Pusi là một trong những người Hàn thuộc làn sóng đầu tiên đến Việt Nam và làm review về các món ăn cả về Hàn Quốc và Việt Nam luôn. Vậy thì em đến Việt Nam được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cho tới năm nay thì em ở đây được hơn 12 năm rồi. Như vậy là với tuổi đời của Pusi hơn 12 năm tại Việt Nam. Vậy thì là em đến đây từ năm? Từ năm 2007. 2007? Đó là 13 năm rồi đúng không ta? Nhưng mà em tới đây lúc tháng 7. Tháng 7 hay 2007 luôn? Dạ, tháng 7 2007 em tới Việt Nam. Tại vì sao nhớ con số đó kỹ vậy nhỉ? Bởi vì 2006 là em trai thứ ba em sinh ra đời. Xong sau một tuổi thì em mới tới Việt Nam nên là em nhớ. Và em nhớ là em trai của em khóc trên máy bay. Xong rồi cho uống sữa thì hết khóc. Lúc đó em có khóc không? Dạ em khóc, em không khóc. Em không khóc? Em no rồi, em không còn khóc. Là do em no em không khóc? Dạ. Từ cái suy nghĩ nào mà em quyết định trở thành YouTuber? Dạ. Và đặc biệt là YouTuber về food, có nghĩa mình review. Tình cờ anh trai của em giới thiệu cho em một cái công ty chuyên về làm streamer. Nhưng mà lúc đó thì cũng mới mẻ, cũng không có gì gọi là chuyên gì hết. Thì lúc đó em vào công ty xong em làm thử. Thì lúc đầu tiên thì em chơi game. Bởi vì là lúc đầu mà không ai bỏ cái làm trực tiếp video về ăn. Tại lúc đó thì không ai làm và ai cũng suy nghĩ đến game thôi. Nên là người Hàn Quốc, người ta xem Hàn Quốc thì người ta ai cũng nghĩ là người Hàn Quốc chơi game giỏi. Xong lúc đầu mình chơi game mà chơi cũng dở. Mà sau khi 2 tháng xong thì mình kiểu như là
Trong nội dung livestream 50% là game, còn 50% còn lại thì mình nấu đồ ăn để cho người Việt Nam quen, chứ không được kiểu ngay lập tức ồ Hàn Quốc làm nè xong qua Việt Nam thì làm liền thì nó không có hiệu quả, nên là em đổi từ từ. Xong vậy sau là bắt theo cái thị hiếu của khán giả coi mình đổi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó từ từ sau 5 đến 6 tháng sau chuyển qua đồ ăn hết luôn. Thì lúc đó thì mình chỉ ăn ở trong nhà thôi, không nghĩ là mình ra ngoài ăn cái này cái kia. Xong từ khi em ra ngoài tiếp xúc với những người Việt Nam thì thấy họ rất là yêu thương mình, quan tâm đến mình. Thế nên là mình kiểu thích ra ngoài hơn là mình quay ở trong. Thì từ lúc đó làm cho em cảm thấy hạnh phúc khi mà em ra ngoài review đồ ăn của người cô hay là chú gì đó. Đồ ăn ngon mà lại chú hiền và tốt bụng nữa, thì đó là lý do vì sao lại mình ra ngoài quay liên tục vậy. Là mình chuyển hướng và định hướng luôn cho cái kênh của mình. Đúng không? Thật ra nha, cái người mà chuyển sang YouTuber là chọn nó là cái nghề luôn á. Nó có một cái quá trình. Chắc hẳn là riêng với bản thân của Wuxi cũng giống như biết bao bạn trẻ khác thôi, chúng ta sẽ rất là thích up những cái video clip chúng ta quay lên YouTube. Lúc đó chưa nghĩ là làm YouTuber đâu, đúng không? Chỉ là đăng lên đó để có cái mình mở ra mình coi, để có cái chia sẻ cho bạn mình coi, đúng không? Khi mà chọn và chuyển hướng dần từ game sang ẩm thực thì cái điều mà Wuxi phát hiện ra sự khác nhau hay giống nhau giữa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc là điểm nào? Bên Hàn Quốc thì người ta dùng bột ớt rất là nhiều, thậm chí kim chi hoặc là canh. Đó là cái người Hàn Quốc thì rất là quan trọng về bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng thì người ta có cơm và muốn ăn đi kèm, ở trong đó có kim chi. Là thường người Hàn Quốc ăn sáng lúc mấy giờ nhỉ? Mà em thấy thường ăn 7 giờ đến 7 giờ rưỡi là ăn sáng rồi. Còn nhà em thì 8 giờ, bởi vì là ba ngủ hơi nhiều và mẹ cũng ngủ nhiều. 8 giờ là ăn, còn thường ở Hàn Quốc thì 7 giờ rưỡi. Anh có một thắc mắc đó, là không hiểu khi mà anh qua hàng anh ăn uống đó, thì anh thấy mỗi lần mà dọn ra một bàn ăn đó, thì đúng là cũng có nhiều thật những cái dĩa rồi chén nhỏ đựng riêng, nhưng mà nó không nhiều như trên phim. Trên phim lúc nào cũng cực kỳ nhiều. Thật ra là cái bữa ăn sáng nó theo từ thời xưa. Thời xưa là vua ăn kiểu đó, là một cái cơm nhưng mà rất nhiều đồ ăn, tráng miệng cho tới khai vị nữa. Nhưng mà bây giờ thì dần dần bây giờ thì người ta giảm cái số lượng đó lại. Chứ không, ở Việt Nam là rửa chén xỉu luôn. Đúng rồi. Mày một bàn là rửa chén xỉu luôn á. Nhưng mà anh ăn hết được cái món ăn đi kèm không, hay là anh ăn hết luôn? Ăn hết luôn hả? Tại vì thật ra món ăn đi kèm của Hàn Quốc có chút xíu à. Nói tiếp về điểm khác nhau và giống nhau giữa ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam đi. Thật ra người nước ngoài thấy món Hàn Quốc thì ai cũng nghĩ là nó cay. Nhưng thật ra nó không có cay đâu. Không có cay bằng ở Việt Nam đâu. Trong tất cả những món ăn Việt Nam thì Wuxi thích nhất là món nào và đang cảm thấy chưa thích lắm là món nào? Món nào cũng suy nghĩ nha, suy nghĩ kỹ nha. Thật ra là em thích tất cả những món mà nó liên quan tới mì, hoặc là hủ tiếu, phở, hay là bánh canh cua, bún bò Huế. Là nó có nóng nóng, có nước súp chút xíu. Dạ, nóng nóng mà nước mà có sợi mì á, làm cho mình đã là đã luôn. Còn cơm sườn hay là những cái cơm trộn này nọ thì cũng thích ăn. Nhưng mà từ hồi xưa ăn rất nhiều rồi, nên là em vẫn thích cái mì hơn. Thích mì. Dạ. Con đường đến với YouTuber của Wuxi là do em chọn hay là do gia đình chọn? Do em chọn. Do em 100%. Gia đình có can thiệp không? Rất nhiều. Giống như là domino đối với em. Đó là cuộc chơi domino. Domino thì mình phải xếp từ 1. Chứ không ai bắt đầu mới vô mà kiểu xếp được 100 cái trong vòng 1 giây. Nó YouTuber nó cũng là domino. Và mình xếp hàng nó đẹp thì mình thấy được cái hình ảnh lớn hơn. Gia đình em thì ba mẹ thì lớn tuổi rồi. Họ cũng không có rành về YouTube. Họ chỉ nghĩ là YouTube là chỉ dành cho những người chuyên nghiệp hay là thời sự các thứ. Không nghĩ là ai cũng làm được. Xong lúc đầu tiên là ba không chịu. Trời ơi, ngồi đó ăn làm gì, đã có ai xem đâu. Trời ơi, chê, phán nán rồi kiểu không có ủng hộ gì hết lúc ban đầu. Mà cái sự phản kháng lúc đó của gia đình mạnh không? Hay là chỉ là cằn nhằn càm ràm thôi? Đầu tiên rất mạnh, nhưng mà em thấy nó không có giúp gì cho em, nên là em cố gắng quay hay làm việc ở ngoài nhiều hơn. Xong vào nhà thì bắt đầu nhìn em là tại sao làm cái này làm cái kia, thì lên lầu ngủ luôn. Chứ chỉ là cằn nhằn thôi chứ ba mẹ chưa có ngăn cấm. Nhưng mà nói rất nhiều. Hồi trước cũng vậy, kiểu em đừng có làm cái này làm cái kia, nhưng mà em cố tình em làm. Xong sau khi làm xong thì ba mẹ ồ thấy hay quá, giỏi quá, trời ơi. Xong lúc nào sau
Thì đó em nghĩ là tại sao ủng hộ ban đầu mà là tại sao chê phán đoán từ đầu, xong cuối cùng khi mà em đạt được cái đó thì lại hộ bắt đầu qua giỏi quá con ơi, trời ơi, vừa đấm vừa xoa, trời ơi. Có những bạn nói là phải học cho tới nơi tới chốn để mà chúng ta có một công việc để kiếm tiền ổn định hơn. Có những bạn thì việc học nó không có quan trọng, nó chỉ là trải qua một thời thanh xuân rồi sau đó các bạn sẽ bằng những kỹ năng để các bạn kiếm tiền. Quan điểm của Bushi như thế nào? Em nhận ra một điều là quan trọng nhất là cái kinh nghiệm, chứ không phải là học một cái không gian, cái không gian mà không có đi đâu được ấy. Xong từ đó lớp 10 là em đi dạy tiếng Hàn, dạy tiếng Việt các thứ, dạy tiếng Việt cho người Hàn, dạy tiếng Hàn, dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc, dạy tiếng Việt cho dạy tiếng Hàn cho người Việt, là có dạy tiếng Việt cho người Hàn luôn. Dạ có. Oh. Dạ thì em từ đó thì em thấy được cái năng khiếu của em một chút nào đó, với cả em sau khi em kiếm tiền ra được. Thì em nghĩ là cái việc mà học ngôn ngữ mới nó rất là thú vị. Nhưng mà trường hợp thì ai cũng dạy tiếng Anh, chứ không có dạy tiếng Nhật hay là tiếng Hàn hay là tiếng Tây Ban Nha hay là gì cả. Người ta chỉ cố định tiếng Anh thôi. Thì tại sao mình hỏi bản thân mình, tại sao mình phải học một cái chỉ một cái ngôn ngữ, một ngôn ngữ. Xong từ đó em học tiếng Nhật này, tiếng Trung Quốc này. Điểm thú vị mà người ta tìm đến kênh Bushi là gì so với những cái kênh review food khác của những YouTuber khác? Thực ra là có một điểm đặc biệt là em hay review món Việt hay là món Hàn dựa trên vào cái khẩu vị của mình. Nhưng mà khẩu vị của mình là gì? Khi mà mình review món Việt Nam thì mình hay so sánh với món Hàn Quốc. Vị này nó hơi giống cái vị Hàn Quốc này. Thì mà món đó thì lại em đã review rồi. Thì khi mà họ xem cái clip từ đầu đến cuối thì họ rất là dễ xem, và thậm chí là em có clip dạy nấu ăn nữa, dạy nấu ăn về món ăn Hàn Quốc. Em đã dạy những món hàng nào trên kênh của mình rồi? Có rất nhiều món canh, món canh với cả món nhậu. Món nhậu? Dạ. Người Hàn nhậu món gì nhỉ? Cũng khá là nhiều. Ví dụ có món tiêu biểu của người Hàn hay nhậu? Thứ nhất là gà rán. Gà rán? Dạ. Nhậu gà rán luôn à? Dạ. Thường thường người ta, người Hàn Quốc khi đi coi coi bún chài, bún rổ, thì người ta hay mua cái gà rán và mua bia xong rồi mình vừa nhậu vừa xem. Còn xem phim ở rạp phim thì thường thường người ta nghĩ tới bắp hay là Coca-Cola, thậm chí là nhiều Coca-Cola thì nhiều lắm là một cái bánh bao hay là xúc xích thôi. Hàn Quốc thì ăn pizza. Pizza bự vậy này, xong vừa ăn xong vừa ăn. Trời ơi, tập trung vào xem phim đi, tại sao ăn? Nhưng mà anh cũng thắc mắc là tại sao người Hàn Quốc ăn nhiều như vậy nhưng mà rất là ít người Hàn Quốc bị to con nha. Là do cái tạng người như thế nào nhờ? Có phải là do ép ảo không ta? Ép ảo bự bự vậy mà mình nhỏ nó lại. Em không biết nữa, chắc là một trong những bí quyết là người Hàn Quốc thì cuộc sống của họ là rất là bận rộn. Là ăn những món đó thì đương nhiên là nó sẽ dễ mập lên. Thực ra là đối với em thì tập thể dục là cắt tốt nhất. Hoặc là giảm cân bằng đồ ăn luôn. Ăn miếng chạy miếng. Nghĩa là mình ăn nhiều thì mình phải vận động nhiều. Yeah. Mình luyện tập nhiều, thậm chí là mình sẽ có những cái chế độ ăn để kiểm soát lại cái lượng calo, đúng không? Nhưng mà bên Hàn Quốc thì người ta dùng thuốc nhiều hơn, hay là uống những cái bột, hay là bột giảm cơn, hay là các thứ nhiều hơn là tập thể dục. Tại vì họ không có thời gian. Nếu có họ có thời gian thì họ vẫn uống, vừa tập vừa uống. Sắp tới, định hướng của Bushi, mãi mãi mình chỉ là một YouTuber hay là muốn diễn viên hay là một tham gia trở thành ca sĩ hay là người mẫu chẳng hạn. Tại vì anh thấy cái ngoại hình này cũng sáng đấy. Đẹp trai đấy. Dạ, cảm ơn anh. Em thì chưa có nghiện năng nên là em chưa có... Đó là một điểm khác biệt tạo nên Bushi chứ không phải là một người khác. Tại vì em là con heo, ăn như heo mà lại răng thì như chuột thì động vật gì đấy. Lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất chút xíu em... Nó cũng thú vị chứ, tại vì khán giả cũng rất là chờ đợi cái sự hóa thân trong những lĩnh vực khác. Dạ, em đã từng tham gia chương trình Người Hóa Thân số 1 nhưng mà em hóa thân không có ra được gì hết. Nhưng mà em cũng đã từng thử đóng drama thì nó cũng không có được gọi là xuất sắc. Chắc là bởi vì là YouTube của em làm cho em kiểu trở nên kiểu là bản thân mình, chính mình, trở lại chính mình. Nên là khi mà mình tạo cái một cái nhân vật nào đó thì đối với em thì rất là khó. Tại vì làm cái gì cũng là UC, chứ không phải là cảnh sát hay là một cái nhân vật nào đó. Anh hiểu, giữ được cái bản sắc của mình mới là quan trọng. Khi mà em từ một YouTuber bình thường trở thành một người của công chúng thì cái cách làm video clip và cái ngôn từ mình nói ra nó có thay đổi hay không? Em nghĩ là nên thay đổi nhiều hơn.
Anh nhớ là Wuxi có một lần nào đó vạ miệng đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc là em stress quá nhiều. Lúc đó thì ăn thịt cũng rất là nhiều. Nên là trong lòng em nó có rất nhiều sân hận trong em. Nên là nó không có đi đâu được. Nó không có cân bằng cho em. Em không biết được. Em bây giờ em nghĩ lại thì em không biết tại sao em phải làm phải nói cái ngôn từ đó. Sau cái lần vạ miệng đó thì mình rút được bài học gì cho mình? Từ đó thì bây giờ em có được cái chánh niệm về ăn, chánh niệm về các nói chuyện. Cảm ơn rất là nhiều cái chia sẻ rất là thật của Wuxi. Và khi anh hỏi về cái sự cố vạ miệng đó thì đúng là Wuxi có lúng túng xíu, đúng không? Rõ ràng khi mà chúng ta có sợ về một cái điều gì đó và chúng ta có nghĩ về nó thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta biến hóa nó, để chúng ta trưởng thành hơn. Và như ngày hôm nay chúng ta đã thấy một Wuxi trưởng thành và luôn chỉnh chu, vẫn luôn hài hước, và hy vọng rằng là sắp tới thì tất cả các bạn cũng sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Wuxi. Đến với Hóng Chuyện Showbiz thì cũng sẽ có một món quà, đó chính là một cái kỷ niệm chương từ Hóng Chuyện Showbiz dành tặng cho Wuxi. Hy vọng rằng với kỷ niệm chương này sẽ giúp cho Wuxi sẽ bản lĩnh hơn, tự tin hơn để tiếp tục có nhiều những sản phẩm, nhiều video clip để gửi đến cho khán giả nữa. Cảm ơn anh Hiếu. Wow, đẹp quá. Showbiz Hóng Chuyện. Nhìn vào máy cười thật tươi cái nào. Cảm ơn mọi người. Buổi trò chuyện cùng Sao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Rất hy vọng chương trình đã đem tới những thông tin thú vị và các nhân vật mà khán giả quan tâm. Hãy đón xem chương trình vào lúc 17 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và xem lại trên kênh YouTube Nhật Nam Media. Cảm ơn quý khán giả đã đón xem chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.